Nghị định số 42 năm 2023 của Chính phủ quy định tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 với các đối tượng quy định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo quy định, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng một tháng, được điều chỉnh tăng thêm. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu đồng một người một tháng. Mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này, căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.